Tường và Quỳnh Linh xin nồng nhiệt chào đón quý vị. Chúng ta đang đến một chương trình hết sức là lãng mạn, trữ tình. Và nơi đó một không khí tình yêu đang tràn ngập với Bạn Muốn Hẹn Hò. Cuộc sống càng ngày càng vội vã, cuộc sống càng ngày càng nhiều áp lực với rất nhiều công việc, đôi khi ta quên đi hẹn hò. Mà quên đi hẹn hò hình như cuộc sống nó trở nên khô queo. Anh nói thì hay lắm, bây giờ em muốn hỏi chuyện riêng của anh một chút xíu chuyện nha. Chuyện gì nữa? Từ cái lúc anh lấy vợ tới giờ đó, rồi ngày nào anh cũng đi đến phim trường, anh đi quay game show, anh làm MC hết chương trình này đến chương trình kia. Vậy thì anh có dành cái thời gian để mà hẹn hò với vợ của anh không? Đừng có nói là khi có gia đình rồi chúng ta không có hẹn hò đó, nha. Ý em muốn hỏi anh cái chỗ đó đó. Phải có hẹn hò. Hẹn hò thì hiểu nhau hơn, hẹn hò để nó lãng mạn nhiều hơn, hẹn hò để yêu nhau hơn. Nhưng mà em hỏi là thường hẹn hò là hai người ở hai nơi, hai vợ chồng ở chung một nhà thì thường anh hẹn hò là anh hẹn hò sao? Ủa, mình hẹn hò một cái nơi xa, không phải là nhà chẳng hạn. Rồi hai vợ chồng tự lấy xe ra đi một vòng rồi cái đến chỗ hẹn có hò. Có thể là như vậy, có thể là vừa ở chỗ làm hẹn là chiều nay mình sẽ đến của nơi nào đó, tùy em chọn hay là tùy anh chọn, thế là mỗi người một xe bỏ con nhà. Sức là lãng mạn, nghe là thấy hấp dẫn nhất. Phải là như vậy chứ, hẹn hò mới lãng mạn. Và trong chương trình chúng ta bao giờ cũng vậy, chúng ta chính là chiếc cầu nối để những trái tim đơn chiếc họ hẹn hò với nhau. Đúng rồi. Họ chia sẻ tình cảm với nhau, hiểu với nhau và họ yêu nhau. Và đôi khi họ đến với nhau bằng một cái giấy đăng ký kết hôn. Đó là mục đích cuối cùng của hai anh em chúng ta. Và hôm nay không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng tôi sẽ bắt đầu đến với cặp đôi đầu tiên. Chúng ta sẽ gặp gỡ một chàng trai, một cô gái họ chưa bao giờ gặp nhau. Chuẩn bị, sẵn sàng. Quý vị thân mến, bao giờ cũng vậy, khi mà ngồi xuống đây thì tôi cũng nôn nao chờ đợi người mà chúng ta chưa gặp sẽ là ai, như thế nào, hình dáng ra sao, mập lùn mang kiếng đen, cao gầy trắng trẻo hay là xanh xao lùn thịt. Thôi mời người ta ra đi mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai trong ngày hôm nay, xin mời. Các bạn, mời bạn ngồi. Wow, đẹp trai. Đẹp không? Đẹp, đẹp không? Đẹp trai thư sinh nha. Bạn tên là gì? Em tên là Nhân. Nhân, bạn bao nhiêu tuổi? Em năm nay 26 tuổi. 26 tuổi, bạn đang làm gì? Đang là nhân viên marketing của công ty thương mại Khánh Thiện. Nhân viên marketing 26 tuổi, đẹp trai cao ráo nha Tường ơi. Xem cô gái bên kia như thế nào. Từ từ anh. Đẹp trai cao ráo 26 tuổi đúng không? Đúng rồi. À, và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu. Hết bạn Linh ơi, có sự cố gì không mà mời hai lần rồi chưa thấy xuất hiện? Sao vậy? Có chừng sợ quá trốn luôn á. Sao kỳ vậy trời ơi? Để em làm lại lần nữa, đừng nói ra em mất duyên nha. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu. Vỗ tay, vỗ tay. Mẹ ngồi. Anh ơi, cái gì mà nó bí hiểm là những cái đó nó rất là đặc biệt. Trời em, trời ơi, hôm nay chị tưởng như dự đám cưới em. Em tên gì? Dạ, em tên Huyền ạ. Em tên Huyền. Dạ. Hiện giờ là em đang làm về cái gì? Dạ, em đang học bên trường Arena Multimedia. Là học bên mỹ thuật truyền thông á chị. Mỹ thuật truyền thông. Dạ. Hôm nay em bao nhiêu tuổi? Em 21 tuổi. 21 tuổi là cũng vừa đó anh Linh ơi. Vừa 21, 26. Bà dạ. Bên kia tên Huyền, Nhân Huyền, Huyền Nhân. Có bộ hợp nhau à. Bạn Nhân bên đó nói lớn lớn tí nha, nhà bên này nghe không rõ lắng nghe. Người lắm ta nói nhỏ nhỏ, thư sinh mà. Thấy không? Giọng nói rất là nhẹ nhàng. Bạn thấy sao? Cảm nhận thế nào cô gái bên kia? Em mới cảm nhận được cái giọng nói. Giọng nói thấy sao? Cũng nhỏ nhẹ. Nhỏ nhẹ, giống giọng của bạn không? Cũng giống giống vậy đi. Bạn quan niệm cuộc sống như thế nào? Quan niệm về hạnh phúc đi. Ừ. Hạnh phúc thì chỉ cần đủ là được. Hạnh phúc chỉ cần đủ là được rồi. Rất đơn giản như vậy. Rồi bạn thích cái gì nhất? Ví dụ mỗi lần đi làm về thì em thích đi uống cà phê với bạn bè vào dịp cuối tuần. Hay là lúc rảnh rỗi thì mình chơi game.
Nếu như có một người yêu, bạn thích bạn gái, bạn sẽ đối xử với bạn như thế nào? Hòa chung với những cái sở thích của mình, mình có thể tham gia chung sở thích của bạn gái mình. Bạn có là người chiều người yêu hay không? Chắc cũng phải chiều thôi. Cũng phải chiều, rồi bạn nói sao? Ở bên đây á, bạn nữ của em có một giọng nói rất là truyền cảm và đầm ấm. Bây giờ có thể em tự giới thiệu bản thân mình trước đi. Sở thích của em cái gì mà vui vui, sinh động, thoải mái thì em rất là thích. Với lại em thích đi chơi, đi phượt với lại bạn bè. Em có hay đi phượt không? Chưa bao giờ em được đi phượt, cho nên em rất là mong muốn là một rất là thích đây. Nhưng mà chưa được đi bao giờ. Dạ đúng rồi. Bên đó có khi nào có ý định mời bên đây đi phượt không? Có không bạn? Có không bạn? Chắc nếu mà có cơ hội chắc cũng phải mời hơn. Nếu có cơ hội cũng mời thôi. Chứ mà hình như là bạn hơi nhát quá. Tôi thấy bạn nhát quá, sao mời được? Đã gặp đâu mới nghe giọng nói thôi. Không, mình hỏi trước kia kìa. Thường ngày trong cuộc sống đó, bạn gặp phụ nữ bạn có nhát lắm không? Cũng không nhát, chắc tại hôm nay lên trên đây nó hơi rung. Hơi rung hả? Bạn sợ điều gì nhất? Sợ người khác nhìn mình. Sợ người khác nhìn mình, rồi sợ gì nữa? Sợ... sợ ma. Sợ ma? Ôi! Sợ ma. Vậy sao bảo vệ bạn gái trời? Anh Linh ơi, hả? Thường á, sợ ma là dành cho phụ nữ. Hai đứa có hẹn hò đi chơi những nơi mà vắng vắng thì nhờ cái cớ sợ ma mà bạn nữ mới nép vào lòng bạn nam chẳng hạn. Em ơi, em có sợ ma không? Dạ có. Vậy hả? Rồi hai đứa cùng sợ luôn, là đang đi gặp con ma là hai đứa chạy ai. Em nè, trước giờ em đã có nhiều mối tình chưa? Em học chính thức thì hai người rồi. Mà em chia tay cái mối tình thứ hai đó tới nay là bao lâu rồi? 6 tháng ạ. 6 tháng? Dạ. Là xong 6 tháng vừa rồi là ở không? Dạ. 6 tháng nay là ở không nha anh Linh. Rồi, dạ. Nghe rồi. Hai mối tình rồi đúng không? Dạ. Rồi bạn trai, bạn đã có mối tình nào chưa? Em cũng giống như bạn đó, cũng trải qua hai mối tình rồi. Một mối tình kéo dài khoảng bao nhiêu lâu? Một năm. Một năm? Mối tình sau của một năm luôn? Khoảng 10 tháng. Bạn có biết lý do tại sao chúng ta chia tay hai mối tình đó không? Em có hỏi mà thì người ta nói là không hợp. Có lẽ do bạn nhát quá đúng không? Tụi em nghĩ dù đã quen rồi còn gì sao mà nhát hả? À, có nghĩa là bên đó chỉ là nhát cái đoạn đầu thôi anh. À, rồi chính vì nhiều khi vậy mà cũng bị là bà bạn gái bỏ đó. Ta yêu rồi ta yêu cái nhát đó, cái ta hồi quen rồi hết nhát rồi ta bỏ luôn. Tôi xin hỏi bạn, nếu bây giờ á, bạn gái đó nói giờ anh ơi anh đưa em đi về đi, nhà bạn gái ở một cánh đồng xa thiệt xa, ban đêm bạn có dám đưa không? Đưa chứ anh. Đưa luôn? Phải đưa chứ, bạn gái mình thì mình phải giữ. Rồi bạn sợ ma quá rồi sao? Nhiều lúc em không biết sợ gì rồi kiếm đại cái rồi có để cho sợ. Trời đất ơi, cái gì là sao? Em nè, chị muốn biết đối với cái việc là lựa chọn một người bạn bạn trai đó, dạ, thì em có đặt ra một cái chuẩn mực nào không? Dạ cũng có chị. Cái mẫu bạn trai của em thì thứ nhất là bạn ấy phải cao. Cao. Cao, có cao. Tiếp đi em. Thứ hai, khuôn mặt dễ nhìn. Dễ nhìn là sao em? Không cần phải đẹp quá mà nhìn chững chạc một tí. Trời, xin lỗi, bên đây nhìn đẹp dễ sợ luôn. Chững chạc không? Quá chững chạc. Gì nữa không em? Về tính tình thì bạn đó phải là một người rất là sâu sắc. Bên đây sâu quắm luôn. Sâu sắc có nghĩa là mình chưa nói người ta đã hiểu phải không? Dạ đúng rồi. À, bên đó chứ mình nói mà cũng không hiểu là chết luôn nha. Chưa nói mà phải hiểu nha anh Linh nha. Rồi. Anh khai thác cho em vài thông tin đi. Theo bạn thì mẫu hình lý tưởng của bạn theo tiêu chuẩn nào? Em thích một người con gái giản dị thôi, đơn giản thôi. Giản dị? Trong cách ăn mặc, cách sống cũng vậy, đơn giản. Ăn mặc bên kia, trời ơi. Bên kia hình như cầu kỳ lắm à. Thông thường, bình thường là giản dị. Hôm nay là vì hẹn hò nên hơi bất bình thường. Xíu thì rất là bắt buộc rồi. À, là trong cuộc sống hàng ngày vậy đó. Rồi, còn gì nữa? Vui vẻ, hòa đồng. Em ít nói thì em muốn người bạn gái mình nói nhiều hơn chút xíu. Để ở dù nhiều lúc em cũng không biết nói chuyện gì, có thể khơi chuyện. Bên kia có nhiều chuyện không? Bên đây nói nhiều hay không thì từ từ tìm hiểu. Nhưng mà cái giọng nói rất là hay là được rồi. Em ơi, vậy ở người đàn ông em có tối kỵ một cái điều gì không? Dạ có. Em nói luôn cho bên kia người ta nghe luôn coi có được không được ta đi về. Thứ nhất là nhậu nhiều quá. Không thích nhậu. Có nhậu không? Không biết nhậu quá. Không biết nhậu. Thứ hai là em không thích bạn trai của mình quá tự ti. Quá tự ti? Dạ. À, chà, cái kiểu này bên kia không được rồi. Tự ti mới không dám nói. Tại vì không có tự tin và bản thân không biết mình nói cái gì, nói có trúng hay trật cho nên mới câm lặng. Mà bên đây là không thích, bên đây thích phải cởi mở, phải tự tin. Rồi, nghe rõ. Rồi. Bạn không thích điểm gì ở bạn gái? Xe xua. Xe xua? Xe xua. Lười. Lười. Bên kia không biết có lười hay không? Rồi, không thích gì nữa. Tạm thời cái gì đó. Rồi, bây giờ bạn cảm nhận bạn con gái ngồi bên kia là người mẫu người như thế nào? Thấy bên bển một mẫu người rất là năng động, cũng hoạt bát á. Rồi, bên kia cảm nhận thế nào? Bên đó đó thì chị thấy em là cũng đặt ra rất là nhiều tiêu chuẩn. Ngoài những cái tiêu chuẩn đó ra, còn cái nào mà em không thích, em tối kỵ mà em thể, nếu mà bạn trai em như vậy là em không đồng ý không? Lượm thượm quá. Lượm thượm quá. Bên đó gọn gàng mà phải không anh? Bên đây gọn gàng, đẹp trai.
không biết nhậu luôn. Còn cái điểm nào không? Dạ em thích bạn trai của em vai thì phải rộng. Ồ, thích người đàn ông có bờ vai rộng nha. Bên kia vai rộng không? Vai bên đây chà bá luôn. Rồi, theo tôi bạn nên nói một chút xíu ưu điểm cho bạn gái bên kia. Cảm nhận thêm về bạn thì bạn ít nói quá. Chắc ít nói à. Ít nói. Đúng rồi, ít nói. Ưu điểm ít nói. Đùa thôi, em biết lắng nghe. Như thí dụ mà người có tâm sự thì có thể em có thể gắng lắng nghe người ta nói. Em cũng biết nấu ăn, yêu động vật nữa. Yêu động vật nữa. Yêu nhất con chó. Yêu con chó. Bên kia có yêu con gì không? Em cũng yêu con chó. Bên đây cũng yêu con chó. Hai chúng ta cùng yêu chó. Hai người cùng yêu chó vậy? Sao trời? Vậy không yêu nhau hả? À, Linh ơi, em thấy hợp rồi đó anh Linh ơi. Hợp rồi, hợp tới rồi. Thời điểm là hai người gặp nhau được rồi. Đúng rồi, ơi. Rồi, gặp đi, gặp đi. Rồi, xin mời hai người đây. Quay ra bức đèn nào. Các bạn sẽ có 2 phút để cảm nhận về nhau. Trước khi các bạn cảm nhận về nhau, để tôi cảm nhận trước. Để anh coi trước nha. Đừng có đưa mặt qua thấy các tường đi nha. Hi. Hello. Em chào anh. How are you? I'm fine, thank you. And you? Very well. Trời ơi. Em ơi. Y như công chúa vậy đó. Bên đây nói nhỏ là mình phải định có nói xấu gì mình không? Tròn quá. Mập mập. Ha. Nói chung là dễ thương lắm. Người ta có da có thịt thôi. Rồi, em cũng muốn cảm nhận về chàng trai của bên anh đâu? Anh Linh. Hả? Phụ nữ người ta không thích nói người ta mập. Nên nói là có da có thịt thôi. Mà bên anh có được không? Mà bên anh mà đặt chê bên này. Tôi coi đâu... xong rồi tôi chê lại. Đừng nói sao nha. Anh đâu có chê đâu. Chê bai hả? Hú hồn chưa? Cũng được ta. Quá được chứ. Ơi, đằng sau cái cặp mắt kính ấy là một đôi mắt và hai cục mụn. Em định nói là em định nói đó. Nóng đầu lắm hay sao mà mụn nổi đây. Nói chung là nhìn vô đó rất là thư sinh, có vẻ trí thức, nhưng mà có một số mụn hơi to to. Nhưng mà cái đó mình điều trị được em. Chị thấy là được. Nói chung là vóc dáng, ngoại hình, gương mặt rất là được chưa? Bây giờ họ được, sẽ gặp được, nhau được chứ rồi. Chuẩn bị, bạn sẽ có 2 phút cảm nhận nói chuyện với nhau để xem ta đồng ý hẹn hò hay không. Bước đèn kéo lên, kéo lên. 2, 3. Bốn mắt nhìn nhau. Nói đi, nói đi. Chào bạn. Chào bạn. Em, trời ơi, ít nói, nói đi. Hôm nay Huyền tới đây với ai? Có đi, có bạn bè đi chung không? Có Huyền có bạn bè đi chung. Còn bạn thì sao? Tại vì không, nhưng cũng có bạn đi chung mà từ tới giữa chừng nó bận đột xuất nên phải về. Tự nhiên nói bạn chi, nói mình đi. Mình thấy bạn có vẻ ít nói hả? Ít quá chứ có vẻ gì nữa, thôi em nói luôn đi. Bình thường á, bạn trai thì mình phải nói trước đúng không? Mình nghe bạn giới thiệu là bạn học bên truyền thông đa phương tiện. Đúng rồi. Cái đó là... Tại lúc trước mình cũng có dự tính học ở đó mà nói chung là... Vậy với mốt bạn học xong ngành của bạn rồi bạn qua học chung với mình cũng được. Trời ơi! Đó, đủ đen rồi kìa, đủ nhau rồi kìa. Sao không kịp rồi? Sao không kịp? Đúng là ra trường rồi. À, không sao, vậy có gì mình chờ bạn. Trời ơi, quá dữ. Nói đi, trời ơi. Nói đi nhanh đi, còn 30 giây nữa hết giờ rồi nè, lẻ lắm. Hết thời gian. Hết giờ, xong. À, cái gì hoà hoài. Trời đất ơi, đi hẹn hò cứ đi cua gái mà thằng khác nó cua hết trơn. Giờ cho em thêm 2 phút nữa. Không được, hết rồi, hết thời gian rồi. Thời bây gian giờ sẵn sàng chưa? Các bạn chạm tay vào nút đỏ. Tôi sẽ đếm. 1 2 Bắt đầu. Cái gì màu hồng đã hiện lên. Mời bạn, nhìn cái gì nữa. Mời chậm bạn, quá trời ơi. Đứng lên cũng chậm hơn người ta. Đứng mà còn chậm hơn người ta nữa. Sao? Giờ thấy cảm giác thế nào hả? Tôi sẽ rung dữ vậy. Coi nè cái tay nè.
lắm đó. Em cuối cùng mà em cũng cũng chịu hẹn hò với ảnh là sao vậy? Dạ tại vì anh đó kêu là anh đó hiền nhưng mà lúc quen thì không hiền nữa. Trời ơi, bữa nay chờ đợi cái lúc anh hết hiền đó nha. Chắc hơi lâu rồi. Sao? Trời ơi, cảm nhận thế nào? Cảm anh nhận... nghe nói gì không? Sao? Chắc hơi lâu rồi. Hơi lâu mới hết hiền đó. Chắc hơi lâu. Tại sao bạn lại đồng ý hẹn hò với người hình như nói nhiều hơn bạn? Tại vì em cần cái người nói nhiều hơn em mà. Ồ, bổ sung cho nhau. Bổ sung nhau, thiếu cái gì cần đó. Bây giờ cảm nhận trái tim của mình thế nào? Đỡ. Đỡ rồi. Nãy rung. Nãy rung quá hả? Hai bạn có thể nắm tay nhau thử xem nào. Cảm giác thế nào? Hai mình trước khi nắm tay có gì mình có món quà nhỏ cái gì để mình tặng cho bạn. Trời ơi. Chúc mừng các bạn. Như vậy với một cái khoảng thời gian cũng rất ngắn, các bạn đã có thể đồng cảm với nhau. Hai trái tim cũng đã bắt đầu đập chung nhịp đập với nhau. Và chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau. Ban tổ chức gửi tặng bạn một vé xem phim. Đây là mốc khởi đầu. Và chúc hai bạn thật nhiều niềm vui, thành công trong cuộc sống. Cảm ơn. Cảm ơn. Hai bạn sẽ nắm tay nhau. Đi xem phim. Nắm tay nhau đi. Ngần ngại gì nữa, đây đi hướng này này. Luống cuống quá. Có bộ là họp dễ sợ luôn. Anh biết em đoán là cô bé này thích cái anh này ở chỗ nào? Chỗ nào? Hai cục mụn. Biết đâu điều đó là ấn tượng thì sao? Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay họ đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc bên nhau. Mặc dù có thể cũng chưa hiểu nhau nhiều lắm, nhưng với cái thời gian hẹn hò ban đầu trong chương trình này, họ sẽ có cơ hội đi xa, tiến xa, tiến xa hơn nữa. Em nghĩ đây sẽ là một cái dấu ấn trong cái cuộc đời của họ, một cái kỷ niệm đẹp mà họ sẽ không thể nào quên được. Đúng không anh? Đúng vậy. Kỷ niệm đẹp bao giờ chúng ta cũng cần có. Và chắc chắn kỷ niệm đẹp đó luôn luôn có trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Và bây giờ cặp đôi thứ hai để xem họ có những kỷ niệm đẹp không nhé. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người hãy hướng về trên này đón xem bạn nữ của chúng ta hôm nay xuất hiện như thế nào. Xin mời bạn nữ. Anh Linh ơi. Hả? Bình thường thì em hay reo hò, em hay là coi như là em cũng thêm giọng mắm giọng muối vô khi mà thấy một cái nhân vật nữ nào đó xuất hiện. Nhưng mà khi bạn gái này bước ra thì em chỉ im lặng xích xoa và vỗ tay thôi, bởi vì là không còn cái từ nào mà để có thể diễn tả được sự duyên dáng và đáng yêu và khả ái của cô ấy anh à. Hình như anh thấy khán giả vỗ tay thật to, tức là cái khả năng sắc sảo càng to. Em ơi, em tên gì? Em là Ngân. Ngân, dạ. Em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 23 tuổi. Ngân 23 tuổi, Ngân làm gì nè? Dạ, em là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng. Vậy là công việc hàng ngày của em tất nhiên là cũng sẽ tiếp xúc được rất là nhiều các đồng nghiệp, phải không? Dạ. Vậy mà chưa có ai hẹn hò sao? Dạ, thì bữa nay có nè. Thì em hỏi tí đó mà, anh nôn từ lắm. Từ từ để chàng trai tôi ra cái đã. Để từ nghe thông tin không có hết. Và bây giờ chàng trai chúng ta sẽ làm nghề gì đây? Bao nhiêu tuổi? Xin mời chàng trai. Chào bạn. Xin mời bạn. Wow. Tôi đoán làm hình như sếp rồi nha. Mời ngồi, mời ngồi. Sếp hả anh? Sếp, sếp nha. Bên đây làm nhân viên thôi. Bạn tên là gì? Em tên là Lê Bạch Xuân. Tên cũng rất là lạ ha. Bạch Xuân tức là mùa xuân rồi trỗi dậy đúng không? Kiểu qua mùa đông là bật lên mùa xuân. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em sinh năm 85, 28 tuổi. 28 tuổi. Làm nghề gì? Em là chuyên viên kinh doanh của tập đoàn Hợp Nhất. Chuyên viên kinh doanh, bên kia là nhân viên văn phòng. Thôi bây giờ để em khai thác bạn gái em một tí nữa. Là tiếp xúc nhiều với đối tượng khách hàng cũng như các đồng nghiệp. Mà tại sao em chưa tìm được đối tượng hẹn hò cho mình hả? Thứ nhất là đồng nghiệp công ty thì em nghĩ rằng có chủ hết rồi. Mình không thể hái lung tung được. Rồi còn khách hàng thì chỉ có đại gia và đại thiếu gia thôi. Mà đại gia thì lại là quá tuổi, còn đại thiếu gia thì lại còn bé quá. Công việc của em là em tiếp xúc nhiều, vậy chắc là em có nhiều cái ưu điểm. Em tự giới thiệu về bản thân mình đi. Em là người rất là hoàn hảo. Hoàn hảo nha. Vui vẻ, nhiệt tình. Dạ. Ưu điểm vui vẻ, hoạt bát, tự tin. Đó bên kia sao chứ bên đây là nhiều ưu điểm dữ lắm luôn. Ở bên kia đó là thiếu gia không thích nè, đại gia không thích nè. Bên đây nhiều gia thích hơn. Nhiều gia. Bạn cũng làm văn phòng nhiều đúng không? Dạ. Tiếp xúc rất nhiều đẹp trai thế này. Tại sao bạn vẫn ê sắc ế? Em tiếp xúc nhiều nhưng mà toàn tiếp xúc với các bà các cô thôi. Cũng giống bên kia luôn. Các cậu, các em nhỏ. Đây các bà các cô. Dạ.
Thành ra là chưa tìm được hả? Hay là bạn nhát quá? Chả không nhát ạ. Bạo quá nên đôi khi là cái sự mạnh bạo quá của mình thì khiến cho con gái có cảm giác như là anh này có người yêu rồi. Cái gì mạnh bạo? Ý bạn nói nếu mạnh bạo quá, mạnh bạo quá. Ờ, mạnh bạo quá thì người ta tưởng có người yêu rồi. Dạ. Nhưng mà thật sự là tôi không tin là bạn đẹp trai thế này mà bạn chưa có người yêu. Đúng rồi, ai như anh mà. Ai nghĩ vậy hả? Đúng rồi ạ. Thế nên là ế. Nhưng thật sự là đó giờ bạn có trải qua mối tình nào chưa? Dạ có. Có hả? Dạ. Mấy mối? Đếm thì 3 mối á. Mối nào dài nhất? Mối đầu ạ. Bao nhiêu lâu? 3 năm ạ. Mối ngắn nhất? 1 năm ạ. Lý do tại sao không đến với nhau được? Tại vì cứ đến với em là cô ấy đi lấy chồng thì... Trời kỳ vậy? Cứ đến mình là đi lấy chồng? Dạ vâng. Mình phải tìm ra nguyên nhân tại sao chứ. Có thể là do khuyết điểm của bạn nhiều quá. Không có. Không có khuyết điểm. Bạn là người hoàn thiện giống như bên kia luôn. Thôi để em hỏi bên này nè. Em ơi, em đã yêu bao giờ chưa? Dạ rồi ạ. Rồi tại sao những cái mối tình đó không được? Hoàn cảnh đưa đẩy. Hoàn cảnh đưa đẩy, sao em không đẩy đưa lại? Tại vì hai người sống ở hai nơi khác nhau ạ. À, gọi là xa mặt cách lòng. Dạ không. Chứ sao? Yêu nhau không thể đến được với nhau. Yêu nhau mà không đến được với nhau. Nên chia tay là tốt cho cả hai ạ. Chia tay sớm bớt đau khổ. Dạ. Chị thấy em rất là phóng khoáng nè. Thì em có sẵn sàng là tỏ tình hay là mình phải thể hiện trước không? Rất là nên. Bên đó có dám đón nhận không? Chứ bên đây là dám thể hiện rồi đó. Dễ gì tỏ tình trước, dễ gì không nhận. Có một sự chấp nhận nhẹ. Chấp nhận nhẹ. Rồi, bởi vì thường thì em chưa bao giờ phải để cho bạn gái tỏ tình trước em. Nếu bạn gái tỏ tình trước thì em nghĩ người con gái nó như thế nào? Đồng ý luôn ạ. Từ từ, bên đó khoan mừng vội. Người ta sẵn sàng tỏ tình trước với điều kiện bên kia phải đáp ứng được những cái yêu cầu của bên này, đúng không em? Dạ. Cái người đàn ông lý tưởng của em như thế nào? Em nói lớn bên kia nghe coi bên kia có đáp ứng được hay không. Anh trai ơi nghe giùm em nha. Anh trai ơi nghe giùm em nha. Anh nghe đây em ơi. Thứ nhất anh phải là con trai nha anh. Chuẩn nghe anh... ạ. Một lát anh Linh kiểm tra mấy cái đó giùm em nha. Rồi tiếp. Thì con trai phải mạnh mẽ. Mạnh. Mạnh bên đây rất mạnh á. Rồi. Tôi thấy mạnh lắm á. Gì nữa? À, có nụ cười tỏa nắng. Wow. Nụ cười tỏa nắng. Bây giờ đang ngồi trong phim trường không thấy nắng. Cười thử coi có tỏa nắng không? Dạ, tỏa nắng thì không to rồi. Em cười sao mà bây giờ nghe trời mưa có là chết luôn nào? Em thường là cười kiểu này. Em đâu hàm dưới thì hàm dưới em xấu. Có gì khó à nha. Có nắng không anh? Có hơi. Có hả? Rồi tiếp còn gì nữa không em? Lông râu đầy đủ. Lông râu đầy đủ. Cái gì? Dạ. Lông râu đầy đủ. Trời ơi anh Linh ơi, hôm nay em cạo râu sạch quá. Em nghĩ đó là biểu hiện của sự nam tính thôi ạ. Trời ơi, sao cái tiêu chuẩn này lạ vậy ta? Râu thì chắc tôi có nhiều hơn à. Có không? Có không? Dạ em không có. Chết rồi, mà không có rồi. Sao mình vớt vát lại còn gì nữa không em? Ra đường phải đẹp và thơm ạ. Thơm. Có, bạn này. Hôm nay nhờ nước hoa của bạn. Có xịt nước hoa. Có ở nhà không xịt nước hoa cũng không biết à nha. Em chỉ nói là ra đường thôi. Còn gì nữa không? Dạ đủ rồi ạ. Bạn đáp ứng được bao nhiêu nhu cầu của bạn gái kia? Tới 90% anh ạ, tuy nhiên cái điều khoản mà lông râu đầy đủ em sợ quá. Người ta chỉ bán thuốc rụng lông, giờ có bán thuốc mọc lông. Có. Có hả? Có. Thế anh đủ em ạ. Mấy người mà rụng tóc á, ta mua thuốc ta về tới ấy thì bạn mua thuốc đó được. Rồi bây giờ tiêu chuẩn bạn nữ của bạn như thế nào? Thứ nhất là phải có cá tính nhá. Ừ. Vui vẻ này. Nói chuyện với em là phải hợp gu, phải hiểu biết về nhiều vấn đề, đủ khả năng chém gió. Chém gió hả? Tò mò quá, tôi phải dạ. Chém gió trước đây nè. Bây giờ nói tóm lại á, là hồi nãy giờ nghe nói chuyện là thấy hợp gu rồi. Tại vì bên kia đã có một cái sự thích nhẹ nhẹ bên này. Bây giờ muốn nó thích cho nó nặng nặng chút xíu thì chắc phải dò một cái mới biết con có nặng không. 7-8kg á. 7-8kg được không em? Hay nặng quá? Hơi quá. Hơi quá rồi bớt xuống chút xíu dạ. Đi. Tập thể thao vào. Em chào chị. Xoay bụng qua coi. Tại vì nghe nặng quá mà dạ, có bụng. Khó bụng rồi ạ. Dạ. Được. Được. Duyên. Em mới được, em mới được. Đừng có nói lớn, nó chảnh. Được. Được. Hết. Bảo đảm rồi đó, thấy. Tôi nghĩ rồi. Anh cặp mắt kiến. Để anh kiểm tra. Luôn hả chị? Thấy em thử coi sao. Bên đây nụ cười tỏa nắng. Yên tâm. Không biết nụ cười thế nào đây. Em cười cái coi em.
Trời ơi, nụ cười tỏa khói. Anh nói cho em nghe, thật sự mà nói nha, người ta nói á, nhìn con gái mà mũm mĩm chút á, múp míp chút á, mập mạp chút, nó đã lắm. y chang vậy luôn. Anh ơi, múp đều à anh? Đều. Không, thấy sao? Em cảm nhận thế nào? Có muốn gặp mặt không? Từ từ anh ạ. Từ từ. Từ từ nữa hả? Em còn muốn tìm gì hiểu nữa? Gì nữa? Tại vì thấy múp quá. Em múp rồi, giờ hai đứa múp thì sợ. Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị gặp nhau để xem các bạn có cảm nhận được và có hẹn hò hay không. Chuẩn bị, chúng ta sẽ có 2 phút trò chuyện với nhau và có đồng ý hẹn hò hay không. Chuẩn bị, màn kéo lên. Sao? Đủ toàn nắng không em? Em thấy âm u một tí rồi. Anh bảo rồi, anh chỉ thiếu một cái tiêu chuẩn của em, đó là... Nhưng mà anh Quyền Linh là giới thiệu anh địa chỉ mua thuốc rồi. Yên tâm. Nhưng mà bạn có muốn mua thuốc không? Em không thích con trai miền Bắc. Dạ. Lý do tại sao em? Tại vì con trai miền Bắc đưa đẩy nhiều quá em không thích. Đưa đẩy nhiều quá? Tại vì em thấy tình duyên của em đã đưa đẩy lắm rồi. Đưa đẩy mình lại đẩy đưa lại sao đâu, chị cũng lại bảo à. Em không thích. Không thích đâu. Dạ. Hết thời gian. Mặc dù một bên đã nói rằng là em không thích con trai miền Bắc, nhưng trong ánh mắt của cô ấy hình như có điều gì cũng còn bí ẩn nữa. Chúng ta chuẩn bị chạm tay vào nút. Nếu bạn đồng ý hẹn hò với bạn trai bên kia thì bạn hãy ấn nút. Còn bạn không đồng ý thì bạn không ấn nút. Nào, sẵn sàng. Không biết rằng hai cái nút có ấn hay không. Anh làm em hồi hộp thêm anh Linh ơi. 1 2 3 bắt đầu. Sao vậy em? Ủa sao vậy? Em nói em không thích người Bắc mà. Thấy chưa, tôi thấy hình như bạn ấy nói như vậy, nhưng trong ánh mắt ấy có điều gì bí ẩn. Tại sao lại như vậy hả bạn? Nói cho mọi người coi. Em nghĩ rằng Thà Úc Lâm còn hơn bà Sót. À, cái slogan này ấn tượng rồi nha. Bạn cảm nhận thế nào mà khi mà bạn gái nói như vậy? Khi mà bạn gái nói là không thích trai Bắc thì em rất là lo lắng. Vốn nghĩ là trai Bắc bây giờ được làm thế nào thay quê được. Bảo lông không có thì em còn mua thuốc rồi chưa bảo. Giờ trai Bắc bảo trai Nam không được. Nhưng mà giờ người ta hốt rồi đó thì cảm giác làm sao khi người ta đòi hốt? Hơi hồi hộp vì chưa cô nào đòi hốt em mà toàn em hốt rồi. Hai bạn có thể nắm tay nhau cảm nhận như thế nào? Mời hai bạn. Mời hai bạn nắm tay nhau để cảm nhận. Có phải bắt đối tác đâu, bắt tay. Không phải là bắt tay không mà phải là bắt nắm tay, tay, nắm nhau. Tay nhau. Nắm tay nó khác bắt tay rồi, em mà. Bạn cảm nhận thế nào với cái nắm tay đó? Có vẻ mạnh mẽ. Bây giờ chị thay mặt chương trình gửi tặng hai em cặp vé đi xem phim. Rồi còn cái chuyện mà ấm hay không hay nóng hay không gì đấy, chúng ta vào cái đọc phim chúng ta sẽ tiếp tục khai thác nha. Dạ. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn hai chúc em. Chúc các bạn nhiều hạnh phúc. Có tay em có nóng không? Tay nóng quá. Nóng quá. Tay cầm lấy bàn tay, mắt chạm ánh mắt và tim rung cùng nhịp tim. Đó là trạng thái của những cặp đôi đến với bạn muốn hẹn hò. Kính thưa quý vị, hạnh phúc là như vậy đó, rất bình dị. Họ chỉ cần gặp nhau, hẹn hò nhau và biết đâu sau cuộc hẹn hò đó sẽ còn rất 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 là nhiều điều muốn nói nữa. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đã trở thành một nhịp cầu nối. Những ai chưa hẹn hò, những ai chưa có điều kiện, hãy đến với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chương trình được phát sóng trên HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.